Xin chào các chị em bạn gì. Trong buổi livestream ngày hôm nay, Kavi sẽ giới thiệu đến các chị em một sản phẩm vô cùng đặc biệt là khan hiếm. Đó là chú mèo tài lộc đến từ đất nước xứ sở hoa anh đào. Các chị em có thấy không? Chú mèo tài lộc này nó được chế tác từ một nghệ nhân người Nhật. Đó, các chị em có thấy không nè? Từng đường nét nè, ha, từ mi mắt nè, râu nè, miệng nè, mũi chú mèo đều được thực hiện tinh xảo bằng tay hết. Handmade, hàng handmade 100% nha quý vị. Và có một cái điều vô cùng đặc biệt mà Kavi cũng hơi buồn khi nhắc đến, đó là nghệ nhân chế tác chú mèo này đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Vậy nghĩa là đây sẽ là chú mèo độc nhất vô nhị trên toàn thế giới, chỉ có shop Kavi mới có được thôi ạ. Vậy nên lần đầu tiên xảy ra trên buổi livestream của shop Kavi, đây sẽ không còn là một buổi livestream bán hàng bình thường nữa, mà sẽ trở thành một phiên livestream đấu giá. Và giá khởi điểm cho chú mèo tài lộc duy nhất này sẽ là 2 triệu đồng thưa các chị. Thôi, bữa nay đặt đấu giá đồ. Chị lành lên 1 triệu ship cho chị. Ta chả còn chịu. Chị Lành ơi, chắc là chị Lành vô sao rồi, chị Lành đã hiểu nhầm rồi. Đây là buổi đấu giá chứ không phải là buổi trả giá chị Lành ạ. Và giá khởi điểm của chú mèo tài lộc này là 2 triệu. Nên chị Lành vui lòng cho em một cái giá yêu thương hơn ha chị Lành ha. Dạ em cảm ơn chị. Mày bớt bớt đi, 2 triệu người ta trả giá là đúng rồi mày ơi. Các chị ơi, không mắc chút xíu nào đâu các chị ơi. Đây là chú mèo tài lộc chứ không phải là chú mèo đồ chơi trang trí. Chỉ cần bỏ ra 2 triệu đồng nó sẽ giúp cho các chị mang về 200 triệu, 2 tỷ, có khi là 20 tỷ. Nên con số 2 triệu có đáng gì đâu ạ. Huống chi đây là một món hàng độc nhất vô nhị, bảo đảm các chị sẽ không tìm thấy con mèo thứ hai ở đâu đâu ạ. Cái này à? Cái gì? 2 tỷ? Vậy mày để lại đi, mày bán làm gì? Ê, cái gì? Trời, kiếm 2 tỷ mày đi. Chị My một mí, chị My một mí 1 triệu rưỡi. Ủa, chị My, trời ơi, chị My sao giờ hả? Giá khởi điểm là 2 triệu mà chị My giả 1 triệu rưỡi à? Kỳ cục quá hà, hồi nãy là chị Lành chị lộn, chị tưởng là em bán bình thường. Chị Như nhận 1 triệu sáu được. Rồi, em giận luôn. Trời ơi, lên sao tự nhiên trả em 1 triệu 6 vậy trời. Chị ơi, các chị ơi, đây là con mèo tài lộc duy nhất luôn á. Các chị cứ trả giá từ 1 triệu, rồi 1 triệu rưỡi, rồi 1 triệu 6 hoài luôn á. Em nói thiệt á, nghệ nhân quá cố này á, người ta biết được chuyện này người ta sẽ rất là buồn luôn á. Đây là một cái linh vật, nó gần như một cái linh vật mà mấy chị trả giá vậy á. Thiệt á, em biết nói sao em buồn, em mệt mỏi quá, em quá mệt mỏi với các chị rồi. Các chị không có hiểu em gì hết luôn á. Bây giờ mày có nói cho đã vô đi, cũng không ai trả giá trên 2 triệu đâu. Thiệt. Nè các chị nhìn nè, con mèo này nó rất là tinh xảo luôn. Từng đường nét trên mặt con mèo nè quý vị thấy không? Trời ơi, đây là con mèo tài lộc và chỉ là một con mèo duy nhất thôi. Các chị cho Kavi một giá đi nè. 5 triệu. Yes. Tao nói mà. Dạ. Ủa đâu mất rồi ta? Ủa, tao thấy chị rồi đó. Nào giờ trả giá 5 triệu dạ, để số điện thoại lại giùm Kavi đi ạ. Tao thấy rồi đó, mày chưa thấy nữa. Tao thấy rồi mày chưa thấy á. Ai, tao chưa thấy luôn á nè, tao chưa thấy luôn á. Mày nhìn vô điện thoại lên tao mà thấy. 0907. Sao? Điện thoại quay. Ủa, Tiên Tiên. Thấy chưa, Kavi đã nói rồi, các chị chậm tay thì sẽ không còn cơ hội sở hữu chú mèo tài lộc này nữa. Và bây giờ chính thức chú mèo tài lộc này đã tìm được chủ sở hữu của nó. Không còn cách nào khác, Kavi xin off buổi livestream tại đây và hẹn gặp lại các chị vào buổi livestream sau nha. Bye bye, xin chào các chị. Mày đặt tiếc. Tiếc. Trời ơi, Tiên Tiên ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Nó mua cho mày mà muốn chết, ở đó bị đặt tiếc. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Trời ơi. Mày, đây em. Chúc mừng em. Từ đây gia đình em sẽ giàu ba đời. Tài sản nhà em xài 8 đời chưa hết nữa. Ba đời hả? Tặng lại chị luôn. Tặng chị hả? Nhỏ này, sao lần nào nói chị cũng sốc quá ha, thiệt luôn á. Ủa, em tặng chị thiệt hả?
Trời ơi, quà giá trị ngại quá à. Thiệt sao đây ta, khó xử quá. Thôi hay là chị cứ để ở shop ha. Chị cứ để ở shop rồi khi nào mà em cảm thấy nhớ nó đó thì em qua đem thăm nó. Trời ơi, dễ thương quá à. Trời ơi, sao mà chị thấy vừa xinh đẹp nè, vừa trẻ trung, vừa hiền lành, tốt bụng, gia đình là giàu có, mà sao suốt ngày thấy mặt em buồn hoài vậy? Nhỏ hỏi câu lãng xẹt. Ai nói với mày người giàu không được buồn? Buồn chưa coi phim người giàu cũng khóc. Không phải, tại vì mấy ngày nay á, con mèo của em nè, con mèo của em nó buồn quá, cái tự nhiên làm em cũng buồn theo luôn. Em không biết là nó bị bệnh hay là nó nhớ Nhung Mai không nữa. Nó buồn làm em cũng không vui luôn. Mày hiểu tại sao người già người ta buồn chưa? Mèo buồn người ta cũng buồn. Em có khi nào chị nhức răng hay nhức đầu gì không em? Mỗi lúc mà chị nhức răng nhức đầu chị cũng buồn lắm á. Hả? Mày hỏi câu nào kiểu như là nó trí tuệ hơn được không? Hả? Mày nghĩ sao mà hả? Chỉ có những người mà trần tục á, mê tị như mày á, mới nghĩ là con mèo nó kêu là nó đói hay là kiểu nó kêu là nó buồn á. Sao? Trời, tao nhìn là tao biết rồi. Con mèo này hả? Nó thiếu hơi trai. Tao thiếu hơi trai cho nên tao rành dữ lắm. Thiệt không em? Gì Dũng? Mày đi rồi! Trời, Cà Phi, tôi mua con mèo này. Gì vậy? Con mèo này tôi mua rồi mà. Đã có chủ rồi. Thì bây giờ bán lại cho tôi đi. Mua nhiêu? Tôi mua 5 triệu. Tôi trả gấp đôi. Trời ơi, sập dữ. Trả gấp đôi? Ừ. Ủa anh Dũng, tiền nhà chưa trả, lấy đâu tiền mua mèo ta? Đừng có cười vô mặt người khác kiểu đó. Tôi mà sở hữu con mèo thần tài này, thế nào tài lộc cũng đến với tôi. Lúc đó tiền bao nhiêu mà không có, bây giờ tôi mua thiếu được không? Dạ không thưa anh, sếp không bán thiếu ạ. Bạn bè mà cũng không bán thiếu à? Dạ chắc không ạ. Ôi, gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy em? Chị, hả? Con mèo của em nãy giờ nó hết kêu rồi. Trời, sao nó dòm anh Dũng dữ vậy? Nhìn gì? Tôi mua mèo thần tài chứ phải mua ban quỷ mèo đâu. Thấy chưa? Nó đúng mà, con mèo nó thiếu hơi trai. Chị thấy hợp lý đó.